Ngoại trưởng Kerry lên tiếng về chiếc máy bay Malaysia Airlines bị rơi. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật đã lên án Nga về điều mà ông gọi là có quá nhiều bằng chứng về sự đồng lõa trong vụ bắn rớt chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia ở miền đông Ukraine vào ngày thứ Năm. Xuất hiện trong chương trình tin tức Meet the Press của hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry nói rằng các bằng chứng đều chỉ ra cho thấy Nga là nước đã cung cấp cho các phần tử đòi ly khai thân Nga hệ thống phòng không tinh vi SA-11 và đào tạo cho các phần tử ly khai cách sử dụng. Ông nói chính quyền Mỹ đã xem video thu hình sau khi phi cơ rơi, cho thấy dàn phi đạn thiếu ít nhất là một rocket. Ông nói rằng hệ thống này đã được di chuyển trở lại lãnh thổ Nga từ khu vực do các phần tử phiến loạn đang kiểm soát ở miền đông Ukraine sau cuộc tấn công vào ngày thứ Năm gây tử vong cho 298 người gần vùng biên giới Nga. Trong khi đó, nhóm phiến loạn thân Nga tuyên bố đã thu hồi được chiếc hộp ghi dữ liệu từ nơi chuyến bay MH17 bị nạn. Thủ lãnh nhóm phiến loạn Alexander Borodai nói rằng các thành viên của nhóm này đang giữ các chiếc hộp và sẽ giao chúng lại cho các chuyên gia quốc tế về tai nạn phi cơ. Chiếc hộp đen ghi lại những cuộc đối thoại trong phòng lái cùng với những thông tin về hoạt động của máy bay. Hôm Chủ nhật, các phần tử nổi dậy cũng cho biết họ đã tìm được 196 xác nạn nhân nơi phi cơ bị rơi và đặt các thi hài này trong các toa xe đông lạnh. Họ cho biết các thi hài này sẽ được giữ ở Torres, thị trấn đang nằm trong tay phiến quân, cách nơi máy bay rơi 15 km, cho đến khi nào các điều tra viên quốc tế đến.